Máy này, đây chính là máy chụp cắt lớp Media 8 này. Ở trong bao gồm một phiếu bảo hành này. Khi anh em mua sản phẩm này thì được nhà mình bảo hành dài hạn anh em nhé. Sạc này, kèm theo đó sách hướng dẫn sử dụng và bên mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Với cái dòng sản phẩm này, được nhà mình truyền tải trực tiếp những cái hình ảnh quân vị, quân bài, quân ba thuốc hoặc quân chê, quân đóm. Nó đều có thể chơi được, hoặc anh em đánh tài xỉu bầu cua cũng được. Mình đã truyền tải tất vào đây rồi. Nên anh em cầm duy nhất cho mình cái máy Media 8 này. Đến sòng đến sới là giành chiến thắng 100% nhé. Thì cái máy này anh em không cần phải bát đĩa quân vị rồi. Phải bát đĩa là hoàn toàn của người ta anh nhé. Đây, mình sẽ test bát đĩa qua cho anh em này. Bát đây. Bát đĩa nó là xanh chín rồi. Quân vị thì đây 52 lá bài, tí mình sẽ cắt một lá ngẫu nhiên này. Bát đĩa nó không liên quan anh em nhé. Đấy. Mình sẽ cắt một lá bài ngẫu nhiên này. Mình giả sử ở trong sòng sới họ đánh quân bài. Một lá ngẫu nhiên này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi, không ai mang bát hoặc là đĩa đi chơi cả. Và quân vị họ đánh họ góp vị là anh em rất khó đưa được vào. Đây là mẫu sản phẩm cuối cùng cái công nghệ của năm 2021 này, mình sẽ tập trung sản xuất đến cho anh em, chưa phân phối ra bên ngoài nên anh em tay nhanh chóng gọi trực tiếp qua hotline để trên màn hình để lấy đồ và chơi anh em nhé. Bên sẽ khởi động cái máy lên này, anh em giữ nút nguồn cho mình 10 giây. Đấy, máy lên sẽ có tín hiệu này. Và cái điều vô cùng quan trọng nhất là khi anh em đi chơi là anh phải gạt cái công tắc. Ở đây mình đã ngụy trang mà nút tăng giảm âm lượng cho anh em này. Đấy, đây chính là cái tia, tia X dây hồng ngoại. Đấy, nó sẽ chụp cái hình ảnh quân vị đến cho anh em. Về ba đen ba trắng nó sẽ dùng một đấy. Còn về sấp đôi tứ tử sẽ dùng hai anh em nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, anh em non tay đều có thể chơi được. Làm quảng cáo mình sẽ để cái máy Media 8 này ra cái bát để cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó. Đấy, khi anh em đúc cái máy này trong người, thời thợ hay con bạc cáo già không thể phát hiện được, nó rung trực tiếp vào da thịt của anh em nhé. Sóc đánh thử luôn cho anh em này, sóc này, đôi sóc này. Đấy, máy Media 8 nó báo rung hai bạc trận này, mở luôn này, này chồng quân máy báo mình nhé. Sóc tiếp này, máy báo rung một bạc này, mở đây. Đấy, ba đen này, mở. Tôi sắp tiếp đây, thử cho anh em 10 tiếng bạc cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó. Đấy, máy báo rung hai bạc chắn này nhé, tôi mở luôn này. Này, sắp đôi này, sắp tiếp này. Đấy, rất là ok, anh em liên hệ cho mình qua online trực tiếp mình đặt trên màn hình để nhận được cái sự tư vấn miễn phí này. Bạc lẻ anh em nhé, mở này. Này, bạc trắng này, sắp này. Thì ở những cái tháng trước ra những cái dòng chip nên anh em đi chơi nó rất là nguy hiểm. Mình sẽ ngụy trang trực tiếp vào những cái smartphone nên anh em yên tâm an toàn tuyệt đối. Máy báo rung hai bật chẵn này, rất là chuẩn chỉ nhé. Đây là cái công nghệ đột phá của cái năm 2021 này. Đấy, máy báo rung hai nó bật chẵn đây nha, mở luôn này. Này, sấp đôi này, rất là chuẩn chỉ. Thử tự nhiên vài tiếng bạc luôn. Máy báo rung hai nó là chẵn này, mở luôn này, sấp đôi này. Sắp tiếp này, thử cho anh em 1-2 cái bạc nữa này. Đấy, máy báo rung hai nó bạc chẵn anh em nhé, tôi mở luôn này, sấp đôi này, chồng quân máy báo rất là ok. Đấy, thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng này. Đấy, để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của máy chụp cắt lớp Media 8 này. Đấy, rất là đơn giản dễ chơi luôn, em cầm máy đi là 100% rồi. Máy báo rung hai nó là bạc chắn anh em nhé, mở luôn này. Này, đấy, sấp đôi đến tứ tử rất là ok. Đấy, vừa rồi mình đã thử đến cho anh em cái độ hiệu quả của máy Media 8 chụp cắt lớp mới nhất của công nghệ 4.0. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của cái máy này. Bát đĩa quân vị không liên quan đến này. Bát này, đầu tiên mình sẽ đập bát này. Bát đĩa đi, bát này nó là xanh chín rồi. Bát 5.000 một cặp. Đĩa này, bạc đĩa này. Quân vị này xé luôn, kiểm chứng như nhà này, xé này. Đấy, quân vị hoàn toàn xanh chín anh em nhé. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Đấy, ở khu vực miền Bắc anh em qua trực tiếp 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội, khu vực miền Trung anh em qua 36 Phạm Văn Đồng, khu vực miền Nam anh em qua 830 Đinh Bộ Lĩnh. Đấy, qua test hàng chuẩn chỉ ưng thì lấy anh em nhé. Có anh em ở xa không đi được mình sẽ test hàng chuẩn chỉ sau đó gửi đến cho anh em nhận được hàng kiểm tra hàng đúng hàng thì em lấy hàng. Hôm nay tôi lại gửi đến cho anh em một vài cái món đồ chơi
được khẳng định với anh em luôn, anh em săn tìm cái thị trường Việt Nam hiện nay anh em này. Cái hàng này nó không với bát đĩa quân vị anh em ơi, để tôi sóc cho một vài tiếng này. Bát đĩa quân vị mình không luồn vào anh em này, lại anh em này. Không thể sai được anh em nhá. Ba trắng này. Tiếp này. Đĩa bát quân mình không liên quan, anh em lên thử hàng tôi cầm đồ đạc lên chẵn này. Anh em tứ tử đen này, chuẩn xác này, một vài tay nữa này. Vị lạ được anh em nhá. Đã con là cái đều chơi rất ok. Lẻ này. Chuẩn xác này, ba trắng này. Đồ đạc chuẩn chỉ, tay nữa này. Bán hàng với tiêu chí uy tín là vàng, sẽ có một phiếu hành cho anh em đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm. Tiếng này lẻ anh em này. Chuẩn xác ba đen anh em này. Đây một phiếu hành đầy đủ công ty của tôi. Có trung tâm bảo hành chính hãng anh em nhá, ở đường 26 đường Mỹ Đình anh em này. Bây giờ tôi sẽ sóc cho anh em cái vị gọi là cái vị Thăng Long anh em nhá. Nhặt cho anh em một vài cái vị Thăng Long để anh em kiểm chứng cho anh em là đồ chơi có ok không. Vị cắt to cắt nhỏ nó rất là ok. Bát đĩa mình không luồn vào. Thời điểm của năm ngoái đánh cái bát hình đĩa khiển đĩa chiều rất là chuẩn chỉ rồi, nhưng năm nay thắng ra một cái siêu phẩm mới này, lẻ này. Tất cả các thông tin chi tiết anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé. Tiếp này, chẵn này, không thể sai được anh em này. Sấp đôi này. Tiếp này, cho anh em một tay nữa anh em nhé. Các loại vị đều chơi được, Villa Thăng Long chắn đóm bài thuốc, tiếng này khẳng định lẻ này anh em này, ba trắng anh em nhé, chuẩn xác. Thì vừa rồi tôi trực tiếp đánh vài ba tay, đó là cái máy A88 anh em này. Cái hàng này là cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, chỉ to hai ngón tay thôi. Em ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo, đây cái bệ quét 360 độ, nó quét tất cả các loại mặt quân vị từ Villa Thăng Long chắn đóm bài thuốc anh em này. Tôi sẽ khui hộp cho anh em một bộ sản phẩm anh em này. Anh em mua hàng tôi sẽ được một phiếu hành đổi mới 1 tháng bảo hành 1 năm anh em nhé. Đây là cái máy con A88 này anh em này, đẳng cấp chuẩn chỉ chính hãng. Một dây cáp này, một sách hướng sử dụng này, chữ tín là vàng rồi nên anh em yên tâm về cái chất lượng, đánh giá một cái sản phẩm cao cấp. Cách chơi cách sử dụng ra làm sao, ví dụ anh em sân chơi anh em người ta chơi cái vị bài đi, đây ví dụ là cái vị bài chơi sân chơi, còn đây cái vị bài anh em lập trình ở nhà. Ở trong kênh YouTube của tôi có tất cả các loại vị rồi, từ Villa hay Thăng Long hay chắn đóm, thì bây giờ tôi sẽ làm cho em cái vị bài, cách sử dụng ra làm sao, tôi sấn vị luôn để đỡ mất thời gian của anh em nhé. Cắt vị luôn này, cắt to cắt nhỏ là rất ok, cự ly đánh 3m anh em nhé. Đấy, 4 vị của sân chơi nhà chơi. Cái này người ta góp vị anh em này. Cái này cả người ta góp vị luôn. Bây giờ tôi cắt cho thêm vị cho anh em để anh em lựa chọn. Trong video không có cắt ghép hay giản dựng anh em nhé. Rồi, tôi cắt cho anh em mỗi loại đôi ba cái cho anh em có thể nhặt thoải mái đây. Rồi. Rồi, mình lấy ngẫu nhiên cho anh em để cho anh em 4 cái lại đây. Rồi. Đây là cái vị anh em lập trình ở nhà. Biết nhà chơi cái vị tất cả loại gáy của cái mặt bài này nó sẽ giống nhau anh em nhé. Thì em lưu ý thu là thu cái mặt gáy, không thu mặt đằng trước, hay vị Thăng Long hay vị Villa hay vị đóm chắn đều thu cái mặt gáy quân vị anh em nhá. Cái hàng này là máy đẳng cấp nhất hiện nay, cách chơi cái sử dụng này có công tắc này anh em này, gạt nó lên này anh em nhá, gạt một lớp lên này, tất cả các thông tin chi tiết anh gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình, có lớp em bấm lên này, rồi em đặt trực tiếp cái máy A88 cái vị bài lên cái A88 này anh em này, sau 5 đến 10 giây máy sẽ báo rung anh em này. À, tôi gạt lại đi này. Rồi tôi sẽ bấm này, đặt vào này. Rồi, đã báo rung rất chuẩn chỉ rồi. Tôi sẽ gạt lên để đánh anh em này. Rồi, bây giờ tôi sẽ để trực tiếp là cái đĩa này để em cùng cảm nhận nhịp rung. Cái bệ quét 360 độ, quét tất cả các dữ liệu đều rất chuẩn xác anh em nhé. Đây là cái vị sân chơi đang chơi sân chơi, mình không liên quan này anh em này. Bát đĩa quân vị là xanh chín. Lên từ hàng cầm đồ đạc bát đĩa đi. Không liên quan bất kể một cái gì cả. Đấy, cái máy A88 là đồ chơi đẳng cấp nhất, cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay, có quét mặt quân vị anh em nhé. Một này, một là lẻ anh em này, chuẩn xác này. Bên sẽ bật tín hiệu lên để cho nó thu xa hơn nữa anh em này. Sau khi đã rung một nhịp đo chuẩn rồi, bây giờ tôi sẽ trực tiếp lên một này, lẻ này anh em thấy không, ba đen anh em nhé. Vào sân chơi thì gạt công tắc lên là chơi thôi, đặt xuống này, một này, tiếp tục cầu lẻ này, ba trắng anh em này, không thể sai được nhá. Tiếp này, sóc mạnh hay dài tay hay ngắn tay đều rất ok, một này, tiếp bẹt lẻ 50 triệu lẻ này em này, không thể sai được nhá, ba trắng. Tiếp này, đồ chơi đi chơi là hiệu quả nhất, công nghệ 4.0 rồi, không ai đánh xanh chí hoài luôn bát đĩa quân vị nữa, khẳng định với em luôn. Tiếng này nó lẻ em này, ba trắng đi ba đen em nhá, cho em hai tay cuối. Đồ đạc máy móc rất chuẩn chỉ, bán hàng bảo hành 1 năm, đổi mới 1 tháng. Bạc đã đi chẵn anh em này. Sấp đôi này. Anh em tiếp này.
đồ chơi an toàn kín đáo bảo mật, cứ đi đánh 3 mét thì chẳng chơi đồng tôi còn túi áo. Bẹt cầu chắn này 50 triệu chắn này. Tiếp sau đôi này, tay cuối cùng thì anh em tôi sóc dài một chút này. Ai cầm cái sóc cái được cứ đi đánh xa nhất 3 mét. Một này. Bẹt cầu à tôi đi lẻ em này, tôi đánh 1 tỷ lẻ này. Em không thể sai được em nhá. Khẳng định với em luôn, chuẩn chỉ chính xác, an toàn kín đáo. Em alo trực tiếp xuất hiện trên màn hình. Tôi bán tất cả đồ cờ bạc bịp, máy bài kính áp tròng, bầu cua tài xỉu, hack game, giải bài thế không. Hôm trước anh em tắt đi này. Đây là cái chân sạc của nó anh em này. Sạc trực tiếp điện 220V anh em nhá. Đây bệ quét của nó đây. Anh em mua đồ cờ bạc bịp hay là máy đánh bài kính áp tròng, bầu cua tài xỉu, hack game, giải bài thế không, em qua bến xe mình Hà Nội, khu vực Sài Gòn, anh qua bến xe miền Đông. Cơ sở tôi cạnh cổng bến rồi để anh em thuận tiện đi lại. Ở xa thì gửi bưu điện được xe khách, xe ca, được xe đò cho anh em. Cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi. Bát đĩa quân vị xanh chín anh em nha. Sẽ có phiếu hoành cho anh em. Đổi mới 1 tháng và bảo hành miễn phí 1 năm từ trung tâm bảo hành chính hãng. Cảm ơn anh em. Đây là cái dòng sản phẩm cao cấp nhất hiện nay rồi. Đó chính là máy chụp cắt lớp Milia 8. Cái sản phẩm này được nhà mình ngụy trang trực tiếp vào những mẫu smartphone cao cấp như là iPhone, iPhone 7 Plus này, iPhone X hoặc em chơi Samsung, Oppo đều có anh em nhé. Hoặc những cái mẫu nhỏ gọn như này, điện thoại đen trắng này, nhà mình cũng ngụy trang trực tiếp vào đây được. Bây giờ mình sẽ mở hộp cái máy này. Đây chính là máy chụp cắt lớp Milia 8 này. Ở trong bao gồm một phiếu bảo hành này. Khi anh em mua sản phẩm này thì được nhà mình bảo hành dài hạn anh em nhé. Sạc này, kèm theo đó sách hướng dẫn sử dụng, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em này. Với cái dòng sản phẩm này được nhà mình truyền tải trực tiếp những cái hình ảnh quân vị, quân bài, quân bao thuốc hoặc quân tre, quân đóm, nó đều có thể chơi được, hoặc anh em đánh tài xỉu bầu cua cũng được. Mình đã truyền tải tất vào đây rồi, nên em cầm duy nhất cho mình cái máy Milia 8 này, đến sòng đến sới là giành chiến thắng 100% nhé. Thì cái máy này em không cần phải bát đĩa quân vị rồi, phải bát đĩa là hoàn toàn của người ta nhé. Đây, mình sẽ test bát đĩa qua cho anh em này. Bát đây, bát đĩa nó là xanh chín rồi, quân vị thì đây 52 lá bài, tí mình sẽ cắt một lá ngẫu nhiên này, bát đĩa nó không liên quan anh em nhé. Đấy, mình sẽ cắt một lá bài ngẫu nhiên này. Mình giả sử ở trong sòng sới họ đánh quân bài lá ngẫu nhiên này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi, không ai mang bát hoặc là đĩa đi chơi cả. Và quân vị họ đánh họ góp vị là anh em rất khó đưa được vào. Đây là mẫu sản phẩm cuối cùng cái công nghệ của năm 2021 này, mình sẽ tập trung sản xuất đến cho anh em. Đấy, chưa phân phối ra bên ngoài nên anh em tay nhanh chóng gọi trực tiếp qua hotline để trên màn hình để lấy đồ và chơi anh em nhé. Bên sẽ khởi động cái máy lên này, em giữ nút nguồn cho mình 10 giây. Đấy, máy lên sẽ có tín hiệu này. Và cái điều vô cùng quan trọng nhất là khi anh em đi chơi là em phải gạt cái công tắc. Ở đây mình đã ngụy trang mà lúc tăng giảm lượng cho anh em này. Đấy, đây chính là cái tia. Đấy, tia X dây hồng ngoại. Đấy, nó sẽ chụp cái hình ảnh quân vị đến cho anh em. Về ba đen ba trắng nó sẽ dùng 1 đấy. Còn về sấp đôi tứ tử sẽ dùng 2 anh em nhé. Đấy, rất là đơn giản dễ chơi, anh em non tay đều có thể chơi được. Làm quảng cáo mình sẽ để cái máy Milia 8 này ra cái bát để cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó. Đấy, khi anh em đúc cái máy này trong người, đấy, thời thợ hay con bạc cáo già không thể phát hiện được. Đấy, nó rung trực tiếp vào da thịt của anh em nhé. Đấy, sóc đánh thử luôn cho anh em này. Sóc này. Đấy, đôi sóc này. Đấy, máy Milia 8 nó báo rung 2, rung 2 bạc chất này, bỏ luôn này. Này. Chồng quân, máy báo này. Sóc tiếp này. Máy báo rung 1, rung 1 bạc này, em mở đây. Đấy, ba đen này, mở. Tôi sắp tiếp đây, thử cho anh em 10 tiếng bạc cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó. Đấy, máy báo rung 2, rung 2 bạc chẵn này, tôi mở luôn này. Này, sắp đôi này, sắp tiếp này. Đấy, rất là ok, anh em liên hệ cho mình qua online trực tiếp mình đặt trên màn hình để nhận được cái sự tư vấn miễn phí này. Bạc lẻ anh em nhé, mở này. Này, bạc trắng này, sắp này. Thì ở những cái tháng trước ra những cái dòng chip nên anh em đi chơi nó rất là nguy hiểm, mình sẽ ngụy trang trực tiếp vào những cái smartphone nên anh em yên tâm an toàn tuyệt đối. Máy báo rung 2 bật chẵn này, rất là chuẩn chỉ anh em nhé. Đây là cái công nghệ đột phá của cái năm 2021 này. Đấy, máy báo rung 2, rung 2 nó bật chẵn anh em, mở luôn này. Này, sấp đôi này, rất là chuẩn chỉ. Để thử cho anh em vài tiếng bạc luôn. Máy báo rung 2, rung 2 nó là chẵn này, mở luôn. Này, sấp đôi này. Sắp tiếp này, thử cho anh em 1, 2 cái bạc nữa này. Đấy, máy báo rung 2 nó bạc chẵn anh em nhé. Tôi mở luôn này, sấp đôi này, chồng quân máy báo, rất là ok. Đấy, thử cho anh em tiếng bạc cuối cùng này.
đấy, để cho anh em thấy được cái độ hiệu quả của máy chụp cắt lớp mili A8 này. Rất là đơn giản dễ chơi thôi. Anh em cầm máy đi là nhớ 100% rồi. Máy báo dung 2, dung 2 nó là bật sẵn này anh em nhé, mở luôn này. Này. Đấy, sấp đôi đến tứ tử rất là ok. Đấy. Vừa rồi mình đã thử đến cho anh em cái độ hiệu quả của máy mili A8 chụp cắt lớp mới nhất của công nghệ 4.0. Vì mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của cái máy này. Bát đĩa quân vị cũng liên quan đến bát này. Đầu tiên mình sẽ đập bát này. Bát đĩa đi. Bát này, nó là xanh chín rồi. Bát 5.000 đồng một cặp. Đĩa này. Bát đĩa. Quân vị này xé luôn đi, kiểm chứng cho anh em này, xé này. Đấy, quân vị hoàn toàn xanh chín này nhá. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Ở khu vực miền Bắc anh em qua trực tiếp 27 Nguyễn Hoàng Hà Nội. Khu vực miền Trung anh em qua 36 Phạm Văn Đồng. Khu vực miền Nam anh em qua 830 Đinh Bộ Lĩnh. Đấy, qua test hàng chuẩn chỉ ưng thì lấy anh em nhé. Có anh em xa không đi được mình sẽ test hàng chuẩn chỉ sau đó gửi đến cho anh em. Anh em nhận được hàng kiểm tra hàng đúng hàng thì em lấy hàng. Xin chào tất cả anh em. Chỉ để đáp ứng được nhu cầu của một số anh em đi đánh sóc đĩa là không được bát đĩa hoặc là quân vị vào thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái siêu phẩm chuyên áp dụng trong sòng sới lớn này nhé. Đó chính là máy ghi nhớ màu quân K68 được mình bê trực tiếp bên Macau về. Thì anh em lưu ý cái máy này khoảng cách của nó đánh tối đa được 3 mét quay đầu này, đạt tiêu chuẩn công nghệ 4.0, tỷ lệ chuẩn xác lên đến 90%. Mình cam kết với anh em, bảo đảm anh em nhé. Mình sẽ mở hộp luôn cái máy này này. Đây chính là máy K68 này, được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, bao gồm 9 mắt camera dùng để ghi nhớ màu quân, phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy này anh em nhé. Khi anh em mua sản phẩm sẽ được bên mình bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm. Máy này sử dụng bằng sạc điện này, ăn sạc đầy đánh từ 10 đến 12 tiếng đồng hồ không nói pin anh em nha. Mình sẽ đi vào thử thực tế này. Ở cuối video mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 này. Để video lần này mình giả sử trong sòng sới họ đang đánh quân chắn này. Ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi, đi bịp rất là khó. Đánh thì họ góp vị, mình giả sử là 4 vị này là của 4 người. Và một vị này mình chuẩn bị trước từ nhà anh em nhé. Cắt này. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình. Qua cầm theo quân vị và bát đĩa để được thử hàng miễn phí anh em nhé. Đấy, thì khi anh em đến sòng sới chỉ cần biết họ đang đánh quân vị gì. Giả sử họ đánh quân chắn này. Em chuẩn bị trước từ này à. Ở đây có công tắc anh gạt khởi động này. Và trên này có một công tắc nữa dùng để khởi động 9 mắt camera để ghi nhớ lại cái màu quân sống mà họ đang chơi và phân biệt chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy K68 anh em nhé. Sau 7 đến 10 giây này sẽ có tác dụng là anh em vứt cái lá này ở nhà đi, chỉ mang duy nhất cái máy này đi chơi thôi anh em nhé. Làm quảng cáo mình sẽ để cái máy K68 này và cái bát này cho anh em nghe được cái nhịp rung của nó anh em nhé. Khi về mặt ba đen này thu thiếu một quân máy sẽ báo rung 1, khi về sấp đôi thu thiếu hai màu quân này lập tức máy K68 sẽ báo rung 2 kèm theo tín hiệu bán về hai đèn. Đấy, khi về ba đen thu thiếu một mặt quân này, đấy, máy sẽ báo rung 1, và khi về tứ tử thu đủ màu quân máy sẽ báo rung 2 em nhé. Rất là đơn giản dễ chơi, lẻ rung 1, chẵn rung 2. Mình sẽ sóc thực tế cho anh em này. Sau này đấy, khoảng cách 3 mét anh em đứng trên thả tiền xuống được anh em nhé. Đấy, máy báo rung 2 bạc chẵn anh em nhé, tôi mở luôn này. Này sấp đôi này, chồng quân hay chồng vị máy đều rất ok anh em nhé. Sóc tiếp này. Bạc đi nhé, bán sạch mặt lẻ, lẻ từ ngoài 20, ông làm mở bát chết luôn này. Và trắng này, sóc tiếp này. Bạc chắn anh em nhé, tôi mở bát luôn này. Này, sấp đôi này, rất là ok. Sóc cho em 1-2 cái bạc nữa này. Máy báo rung 1, bán sạch mặt lẻ, lẻ từ ngoài 30 triệu cho em mở bát này, mở này. Vừa chặn không ra mày nhìn nhá. Này. Bạc cầu nha, máy báo rung 1, đó là bạc lẻ này, tôi mở bát luôn này. Đấy, sau khi tiếng 1-2 cái nữa này. Bạc đen, xong này. Máy báo rung 2, tôi bán sạch mặt chặn, chặn thùng ngoài 30 triệu cho này mở bát này. Vào này. Để sắp đôi này. Thử cho anh em 1-2 cái bạc nữa này, xong này. Máy K68 báo rung 1 nó là bạc lẻ anh em, tôi mở luôn này. Này ba đen này, rất là chuẩn chỉ. Ok. Bây giờ mình sẽ đập bát đĩa và xé quân vị để kiểm chứng cho anh em về cái độ hiệu quả
của máy K68 mới nhất công nghệ 4.0 anh em nhé. Bát này, bát này, đây, hoàn toàn là tài chính anh em nhé. Đĩa này, bát đĩa nó không liên quan, 100% quân vị này, quân vị này họ cũng có góp vị rồi, mình sẽ thử đến luôn cho anh em này, hoàn toàn là xanh chín anh em nhé. Thì vừa rồi mình đã thử đến cho anh em về cái độ hiệu quả của máy K68 ghi nhớ một quân vị mới nhất công nghệ 4.0. em không chưa tắt đi cho mình. Em nó có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình qua hotline mình đặt trên màn hình